Chào các bạn. Video này mình sẽ nói cho các bạn về cách dùng con chuột ở trong Revit. Ở đây thì mình đang bật cái 01 FG Lever. Cách dùng chuột ở Revit cũng đơn giản. Khi các bạn muốn phóng to, thu nhỏ thì các bạn chỉ cần lăn con chuột giữa đây để phóng to thu nhỏ. Khi muốn di chuyển thì các bạn chỉ cần là dì chuột giữa đây và xoay đấy, di chuyển chuột thì nó sẽ di chuyển cho mình. Đây, ví dụ mình muốn đây di chuyển ở đây đấy, để xoay để nhìn để thao tác đấy thì các bạn chỉ cần dì chuột giữa. Mình sẽ về 3D. Ở trong 3D thì các bạn cũng tương tự như thế, vậy xoay và di chuyển. Ngoài ra ở trong 3D khi các bạn muốn xoay mô hình ấy, thì các bạn giữ phím Shift và các bạn giữ chuột giữa đây và chỉ cần di chuyển thì nó sẽ xoay mô hình cho mình. Đây, giữ phím Shift và xoay đây, dì chuột giữa và xoay, hoặc là chuột phải cũng được. Đấy là cách dùng chuột đấy, nó rất là đơn giản, đúng không? Thì ngoài ra nó còn có các cái công cụ, ví dụ mình zoom to, zoom nhỏ như thế này mà mình muốn nó quay trở lại nhanh thì các mình cũng có cái công cụ đây, các bạn tích chuột phải vào và tích vào zoom to fit thì nó sẽ tự động quay lại cho mình. Đây, đây, nó tự động quay lại không nhìn cho mình. Đây, zoom to fit. Đấy. Ngoài ra thì mình còn có zoom out 2x ấy, tức là nó sẽ phóng to ra 2x. Đấy, nó sẽ đây, zoom nhỏ lại 2 lần. Và còn có cả cái thằng là zoom in region, tức là khi mình quẹt một cái thằng này, mình chỉ chuột trái, mình quẹt như này thì nó sẽ phóng to ở cái thằng region của mình quẹt vào. Đây, mình sẽ thực hiện lại, tích vào zoom in region, ví dụ mình sẽ quẹt to ở cái đoạn này. Đấy, thì nó sẽ tự động phóng to ở cái đoạn này cho mình. Bây giờ thì mình sẽ nói về cách chọn đối tượng ở trong Revit cho các bạn. Thì khi các bạn giữ phím giữ cái chuột trái và các bạn quẹt từ là trái qua phải như thế này, thì những cái đối tượng mà nó ở cái thằng region ấy, cái thằng mà khung hình vuông vuông này của mình, nó quẹt cái đối tượng nào mà nó bao cả cái đối tượng ấy thì nó sẽ được lựa chọn. Đấy, các bạn chú ý đây, đúng không? Những cái cột này của mình ấy, nó cái thằng region này của mình nó bao cả thì nó sẽ được lựa chọn. Đây, mình sẽ về một cái level, mình sẽ về một cái mặt bằng đây. Khi mình tích như thế này thì những cái grid mà mình không quẹt tròn cả ấy, thì nó sẽ không lựa chọn. Khi mình kéo xuống như thế này thì những cái grid mà thằng region của mình, region vuông vuông này, thằng đây nó báo tròn cả thì nó sẽ lựa chọn cái đối tượng này. Đấy. Thì ngoài ra các bạn có thể là quẹt từ là phải qua trái. Khi các bạn quẹt chuột đây, giữ phím chuột phải này, quẹt từ là phải qua trái này, thì những cái đối tượng nào mà nằm trong thằng region này thì nó sẽ tự động là cho mình là select, cho mình lựa chọn những cái đối tượng này. Đấy, các bạn chú ý đấy. Đây, cái sàn của mình không cần lựa chọn hết thì nó cũng đã chọn vào cái sàn đây, nó tích xanh vào hết cái floor này của mình. Đấy, đấy là cách để các bạn quẹt tròn đối tượng. Khi quẹt tròn đối tượng ấy, đây, thì các bạn sẽ có cái thằng là filter đây. Ví dụ mình đang quẹt là các nhiều rất nhiều đối tượng là grid, rồi level, rồi mỏng, đấy, dầm, thì các bạn sẽ có cái thằng filter này. Thì nó, các bạn tích vào thằng filter này thì nó sẽ cho phép các bạn là biết được mình đang lựa chọn cái gì, cái đối tượng mình đang select ấy, đang lựa chọn ấy, là nó là cái gì. Đấy, mình quẹt như này, filter thì những cái đối tượng này, ví dụ mình không muốn chọn đây, mình sẽ đây check none thì nó sẽ tích bỏ tất cả như này. Ví dụ mình muốn chọn mỗi grid của mình thì mình chỉ cần FP và OK. Thì bây giờ thì những cái đối tượng cũ ấy, nó sẽ lọc ra, nó chỉ chọn là mỗi thằng grid của mình để mình thao tác. Ngoài ra nữa thì các bạn đấy, dùng chuột thì các bạn cũng phải chú ý đấy. Khi mình select một đối tượng ấy, mình chọn đối tượng ấy, thì các bạn không chỉ di chuyển con chuột không nhá, không giữ phím gì đây. Ví dụ mình chọn như này,
Đây, mình lựa chọn đối tượng như thế này. Đây, ví dụ bây giờ mình chỉ cần ấn phím tab. Đây, ấn tab thì nó sẽ lựa chọn nơi từng cái đối tượng nhỏ đấy. Đấy, nó sẽ thay đổi cái đối tượng để mình lựa chọn đây. Các bạn ấn phím tab. Ví dụ mình đang có ở đây, mình muốn chọn cái thằng grid của mình thì mình ấn phím tab đến lúc nào cái thằng grid mà theo ý mình của mình ấy. Đấy, thằng đối tượng nào theo ý định của mình. Và khi các bạn đây, ví dụ mình sẽ quét một cái vùng này thì nó đã lựa chọn thằng này. Giờ các bạn muốn chọn thêm đối tượng ấy. Giờ các bạn muốn chọn thêm đối tượng thì các bạn chỉ cần là di phím là control đây thì nó sẽ thêm các cái đối tượng khác cho mình, di phím control và tích vào cái đối tượng nào các bạn muốn lựa chọn tiếp. Đấy. Khi các bạn muốn bỏ thì bỏ cái đối tượng mà ví dụ bây giờ mình đang chọn tất cả những cái đối tượng này. Mình ví dụ mình muốn bỏ cái thằng này ra thì các bạn chỉ cần là giữ phím shift và control. Sau đấy thì các bạn tích vào đây thì nó sẽ bỏ cái thằng này, nó sẽ không lựa chọn những cái đối tượng này nữa. Đấy. Đấy, muốn bỏ thì tích vào. Đấy, muốn chọn tiếp thì tích vào. Đấy. Đây là những cái thằng cơ bản nhất mà các bạn sẽ phải biết để thao tác Revit một cách nhanh chóng. Đây, ví dụ mình muốn lựa chọn đây. Đấy. Đấy là cách dùng chuột và lựa chọn đối tượng ở trong Revit. Cảm ơn các